bắt được người sẽ không dẫn tới đây. Dạ, thưa cậu, chúng tôi chưa bắt được người. Chưa bắt được người vậy đồ đạc này ở đâu ra? Dạ. Hả? Dạ, dạ. Trời ơi, không có người tương tự gì vậy? Làm gì mà tụ tập đông dữ vậy? Giải tán mau. Có chuyện gì vậy? Có người tự tử. Tự tử? Có phải là cô này không? Hình như là cổ đó. Là cổ? Ừ. Các anh có tìm thấy gì không? Dạ, nước chảy xiết quá tôi tìm thấy. Cổ đang có bầu. Cổ đang có bầu? Ờ. Nè, cái này là của cổ để lại á. Cái này của cổ? Đúng rồi, của cổ á. Dạ, chuyện là vậy. Cái gì? Nhảy sông tự tử hả? Tôi nói là em mình nhảy sông tự tử. Dạ phải. Tất cả mọi người ở đó đã xác nhận tội phạm Thị Bình vì sợ tội nên đã nhảy cầu tự vẫn. Dạ, thưa cậu, chúng tôi đã tìm thấy lá thư này tại hiện trường. Ngài tỉnh trưởng kêu tôi đưa cái lá thư này tới tận tay cậu. Con Bình nó đâu có biết chữ đâu mà gửi thơ. Con à, hay là có người giả mạo lừa gạt con đó? Con mình làm sao mà biết chữ được? Dạ, thưa bà, chúng tôi về. Má, chuyện này là sao má? Thank you.
khó viết quá. Hay là thôi mình đừng có học chữ này nữa đi cậu ba. Mình học chữ khác đi cậu ba. Chữ này là chữ Cao Hoa, là chữ đầu tiên trong tên của anh đó. Em nói là muốn viết được tên anh mà đòi bỏ chữ ca sao? Nếu như chữ này á mà là chữ viết ra tên của cậu ba thì có khó bao nhiêu em cũng học hết. Rồi bắt đầu lại. Cậu ba, cậu ba khỏi cầm tay em đi, để em tự viết cho. Được không? Nãy giờ cầm tay mới viết được đó. Để em thử cho. Em viết cho cậu ba coi. Tại vì hồi nãy á em không có biết là chữ này á sẽ viết ra tên cậu ba, cho nên em làm biến. Chứ bây giờ em biết rồi, em sẽ làm xin. Cậu coi nè, em viết được không ha? Ừ. Đó, em viết được rồi này cậu ba. Cậu ba coi thử coi, coi em viết có đẹp không. Đó. Tên của anh á có tới 7 chữ cái lận. Em mới học viết được có một chữ à, mà đã nói là viết được tên anh rồi hả? 7 chữ. Em mới học một, vậy là em còn tới 6 chữ. Ừ. Em còn tới 6 chữ nữa lận hả? Vậy là còn lâu lắm em mới biết viết tên của cậu ba. Sao tự nhiên á muốn học viết tên anh làm gì vậy? Em á không phải chỉ muốn học để viết tên cậu ba không thôi đâu, mà em muốn học nhiều dữ lắm. Như là chữ nhớ nè, chữ thương nè, chữ chung thủy, rồi chữ suốt đời nữa. Em học mấy chữ đó làm gì vậy? Thì em muốn một ngày nào đó em sẽ tự tay mình viết cho cậu ba một bức thơ. Anh ngày nào cũng ở bên em hết, muốn gì nói được rồi, viết thơ làm gì? Lỡ mai mốt cậu ba có đi đâu xa, em ở nhà nhớ quá sẽ viết thơ cho cậu ba. Với lại em có nhiều chữ còn ở trong bụng muốn nói với cậu ba lắm, nhưng mà em không dám nói, em chỉ có thể viết thôi. Chữ gì muốn nói mà không dám nói với tôi? Thôi em mắc cỡ lắm, để mai mốt á em viết được rồi á cậu ba sẽ biết ha. Cậu ba, bây giờ cậu ba dạy em viết thêm chữ nữa đi nghe. Cậu ba, cậu ba sao vậy? Bộ cậu ba không muốn dạy chữ cho em nữa hả? Để có thể đọc được những chữ trong lòng em muốn nói, bắt đầu từ bữa nay, mỗi đêm anh sẽ dạy cho em viết một chữ. Một chữ? Thôi, một chữ thì lâu lắm. Hay là cậu ba dạy cho em 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ đi. 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ nè. 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ nè. 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ. 2 chữ, 3 chữ, 4 chữ nè. Học 1 chữ thôi, biết chưa? Một chữ. Chữ yêu đó. Chữ yêu. Em không chịu, em chỉ muốn học chữ thôi. Không, thì vừa học vừa yếu. Thôi, em không chịu đâu. Em chỉ muốn học chữ thôi. Cậu ba, em chỉ muốn học chữ thôi, em không muốn yêu. Thank you.
Em yêu cậu ba nhiều lắm. Cậu ba mau về với má con em. Nhớ cậu ba quá. Thì ra cái câu mà em dám viết mà không dám nói là cái câu này đấy sao? Đồ ngốc mà. Đúng là lúc nào cũng ngốc hết. Cậu tới mỏi mòn, tưởng cậu sẽ hiểu và minh quan cho em, nhưng cậu không tin, còn cho quả hình kêu lính bắt em về trị tội. Tình ngay lý gian, em biết mình một lời khó rửa sạch quan tình, nên quyết chọn cái chết để chứng minh lòng chung thủy. Em không ngoại tình với anh Lũ, cũng không làm điều gì có lỗi với cậu ba. Em nói thiệt đó, cậu ba có tin em không? Má con em vĩnh biệt cậu. Thank you.
Con ơi, chắc chưa con? Dạ chắc. Má ơi, má ra coi chú ba sao chứ, chú ba phá nát cái nhà này đó má. Trời ơi, cái con nhỏ này, bay á, bay làm nó giận, bay ra xin lỗi nó một tiếng đi. Làm sao mà con ra xin lỗi được? Có ra thì phải là má ra chứ. Dù gì á, chú ba cũng nể má hơn mà. Thôi đi, má sợ lắm. Má ơi, má ơi. Bây giờ làm sao đây? Nó bắt gần quá, bây giờ làm sao đây? Anh còn trốn ở đâu? Chị ra đi mau. Tôi là thoát được tôi hả? Đi ra đây. Anh còn trốn ở đâu? Chết rồi con ơi. Hình như nó đi về hướng này. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao đây? Má sợ quá. Trốn đi má ơi. Má ơi, trốn đi. Bây giờ mà vô vậy má, trời ơi, anh đi ra đi, cái này trốn những người không có được đâu. Mày kỳ quá, đừng cho anh trốn ở đây chứ. Vô ra tôi bắn. Một, hai. Dám giết chết vợ con Khải Duy này, đúng là yên thân hay sao? Cho dù chỉ có trốn lên trời, tôi cũng tìm ra cho bằng được. Đó là chỉ trốn dưới gầm giường. Chú ba, chú nói gì kỳ vậy? Ai giết vợ con chú? Chị đâu có làm gì phải trốn đâu. Chị làm rớt đồ nên chị chui xuống kiếm thôi mà. Dám liệu mép hả? Trời, vợ con tôi chết thảm. Tôi bắt chị trả gấp đuôi. Chú bà ơi, chú bà hiểu lầm rồi. Chị không có dính líu gì tới chuyện vợ con của chú hết. Chuyện này là do một tay má làm. Chị chỉ làm theo thôi. Chị chỉ ngoại tình với thằng Lũ thôi à. Chị khai rồi hả? Chị
Chị thừa nhận là chị có làm chuyện này, nhưng mà chị không có liên quan gì tới cái chết của con mình hết. Chị thề chị không có làm chú ba ơi. Trước đợt bà không giữ phụ đạo, dụ dỗ luôn người ở sống trật đất thôi. Chú ba ơi, đừng có giết chị mà, chị lại chú ba. Khoan đã, má ơi má, cứu con má ơi. Do má bày ra, con có giỏi thì giết má đi. Chị dâu con vô tội, là má đã dựng chuyện để hại con mình và thằng lũ. Là má đã bất tử hai đứa nó. Nếu con cảm thấy sinh mạng của con mình đáng giá hơn sinh mạng của má, thì hãy bố con lấy mạng của má đi. Thà má chết còn hơn thấy con gì một con hầu mà đánh mất tương lai của mình. Bắn đi. Má không có nghĩ mà má chờ. Bắn đi. Cứ vì đứa con gái mà giết chết má mình đi. Bắn đi. Của mình. Con tưởng mà vui lắm hả Duy? Dầu gì má cũng là con người mà Duy. Dầu gì má cũng là con người mà Duy ơi. Má thương con lắm Duy ơi. Trời ơi! Duy ơi! Duy ơi! Duy ơi! Cả là tại con mình. Tao nhất định không tha cho mày đâu. Duy ơi, Duy, Duy ơi, đừng mà con. Duy ơi, Duy, má
làm cái gì cũng vì con thôi. Duy ơi, Duy. Bà buông ra. Duy, Duy ơi, con phải hiểu cho má mà. Đừng mà con ơi. Duy ơi, Duy. Buông ra. Duy ơi, Duy, đừng mà con. Duy ơi. Không cần bà tính cho tôi. Bà nghe rõ chưa? Tôi chỉ biết mấy người đã giết chết vợ con tôi. Nếu không nghĩ tình máu muộn, tôi đã bắn chết cả hai rồi. Duy ơi, Duy, đừng mà con. Và đừng bao giờ cản trở tôi sống cuộc đời của tôi. Má để lại tất cả tài sản, tất cả sự nghiệp này là cho con. Đừng bỏ má, đừng bỏ má. Duy ơi, đừng bỏ má. Không cần. Tôi không cần gia tài của bà. Ngày mai luật sư của tôi sẽ tới gặp bà và nói chuyện với bà. Tôi sẽ lấy đủ phần của mình. Đừng bỏ má mà. Má lại con mà. Đừng bỏ má mà. Bà nghe rõ đi. Kể từ giờ phút này, tôi không coi bà là má của tôi nữa. Không. Cũng như tôi sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cái nhà này. Mà tránh ra con... Tránh ra. Chị ơi, chị ơi, đừng bỏ má mà con ơi. Mày làm gì vậy hả? Anh Tý, anh Tý, tụi nó. Tụi mày làm gì vậy? Tao còn chưa kiểm tra nó chết kia mà. Chưa chết rồi cũng chết. Anh đánh như trời giáng, nó đã bất tỉnh nhân sự, làm sao mà sống nổi. Phải rồi, anh đánh cái kiểu đó nó chết là chắc. Tao chỉ sợ sơ suất là bà hội chửi tao chết luôn. Hả? Chuyện này là bà hội đồng mướn mình hả? Tại sao bà hội lại kêu mình giết cậu hai? Má con gì mà kỳ vậy? Tụi mày có chừng cái miệng tụi bay đó. Cậu ba, bộ cậu định bỏ xứ này đi thiệt sao? Con đã chất hành lý lên xe rồi, chị Bảy còn hỏi cái gì nữa? Cậu làm vậy có quá đáng không? Dù sao bà hội cũng là... Vì đừng có nhắc tới người đàn bà độc ác đó nữa. Con nói thề, đã đoán tuyệt không có bà ta là má. Cậu à, bây giờ dù cho cậu có thề 100 lần đi nữa cũng vẫn không có thay đổi gì được đâu. Vì bà hội lúc nào cũng là má của cậu mà. Con nói là dì Bảy đừng bao giờ nhắc tới bà ta nữa mà. Nếu bà ta coi con là con thì bà ta không bao giờ đối xử với vợ con của con như vậy. Cứ nghĩ tới cảnh em mình một thân một mình bụng mang dạ chữa, chịu nhiều oan ức, nhảy xuống sông tự tử. Nghĩ đến đó là con đã tức điên lên rồi. Nếu con không nể tình bà ta sanh ra con đã bắn chết bà ta rồi. Dì Bảy, dì là dì của em mình, con hứa sẽ không ngược đãi dì. Nếu dì Bảy thương con và em mình thì hãy chăm sóc cho thằng ống nên người. Bởi vì dù sao nói với dì cũng là mối quan hệ bà con ruột thịt mà. Cậu ba, cậu cứ yên tâm đi, tôi hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấm thiệt chu đáo. Tôi cảm ơn dì Bảy. Và cũng từ bây giờ dì đừng gọi nó là ống nữa. Con đã quyết định lấy tên em Bình đặt cho nó. Tên của nó là Thanh Bình. Thôi dì Bảy lên xe đi. Dạ cậu.
ơi, cho má xin lỗi mà Duy. Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi, cho má xin lỗi mà. Duy ơi, đừng bỏ má mà. Duy, Duy ơi, Duy, Duy ơi, Duy ơi, Duy, Duy ơi, đừng bỏ má mà. Đừng bỏ má mà, Duy ơi, Duy ơi, Duy ơi, Duy, con ơi. Má xin lỗi con mà, Duy ơi. Đừng bỏ má. Duy ơi. Cậu hai, cậu hai à, tỉnh lại đi cậu hai. Cậu hai. Má, sao cậu hai nhắm mắt hoài vậy? Má, má coi thử coi, con hai còn sống hay đã chết thôi vậy? Con đừng có nói bậy. Má ơi, cậu hai hết thở rồi. Con nói gì vậy? Cậu hai. Cậu hai à, cậu hai. Cậu hai còn thở không má? Cậu hai. Cậu hai ơi, cậu tỉnh lại đi. Cậu hai, cậu đừng có chết. Cậu hai, cậu hai tỉnh lại đi cậu. Cậu hai, tỉnh lại đi. Cậu hai, tỉnh lại đi. Thấy chưa, toàn bộ khu vực này đó. Vậy là mai mốt á, dù em muốn trồng hết ở đây, em muốn bắn thẳng qua bên kia luôn, có được không? Ờ được, không có vấn đề, cứ làm theo ý của mà giá đất bên đó sao? Thì cũng giống bên này thôi. Ồ vậy sao? Ừ, ờ, được rồi, cảm ơn anh nha. Ờ, có thể làm tiền công nè. Ờ. Đây, ờ, tiền công nè anh ba. Ờ. Ờ, đây nè. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi hè.
quyết định rồi hả? Chiều nay không có cơm ăn đâu nghe chưa? Mau lên! Mau lên này! Chậm như đùa! Mau lên! Kia nữa! Để lên! Gì đây? Dạ mụ. Là vàng của tao, là máu của mày, biết không thằng ngu? Lo làm việc đi. Tụi bay nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đứa nào dám làm rớt mũ cao su xuống đất, tao đập nát cái đầu thằng đó, nghe rõ chưa? Dạ biết. Dạ biết. Nói lớn lên. Dạ biết. Ông chủ nói tụi mày có nghe không? Làm đi. Tao kêu mày nói lớn lên mày biết hả? Dạ tôi cũng đã nói lớn rồi ạ. Nói lớn rồi hả? Nói lại tao nghe. Dạ con biết ạ. Biết mày. Biết. Biết. Đồng chí của mày rồi. Biết. Làm đi. Làm gì đó. Làm đi nghe chưa? Tụi bay làm việc lê mê quá. Gần tới ngày giao hàng rồi mà mũ cao su vẫn chưa đủ là sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, tăng 2 giờ làm việc. Trời ơi,
tăng thêm 2 tiếng. Sức đâu mà làm cho nổi ông chủ? Ông chủ ơi, sức đâu mà làm ông chủ? Một ngày tụi tôi làm 10 tiếng vậy sao làm nổi ông chủ? Dạ đúng rồi. Làm không nổi cũng làm, không được cãi lời ông chủ. Dạ. Ông chủ nói là 10 tiếng thì phải làm 10 tiếng, nghe chưa? Đứa nào dám cãi lời ông chủ, tao sẽ đập chết cái thằng này. Ông ơi, tha cho con. Ông ơi, biết chưa? Dạ, con biết con sai rồi. Ông ơi, tha cho con. Biết hả? Dạ, con biết con sai rồi mà. Ông ơi, tha cho con. Dạ thưa ông chủ. Nó làm tiếp đi. Ê mày quá à. Nhìn lên đi. Lo mà làm việc lẹ lên đi. Thằng nào làm miếng tôi đập chết luôn. Tụi mày nghe rõ chưa? Hả? Cũng này. Lo mà làm đi, ngó cái gì? Làm đi. Lẹ lẹ lên coi. Mày dòm cái gì hả? Làm việc mau lên. Không lo làm. Dòm dòm cái gì? Rồi làm đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Chậm chạp lề mề à. Làm biếng hả mày? Làm biếng làm hả thôi à? Dạ. Hả? Ba Bảy. Chuyện gì cậu? Lại đi con hỏi cái này nè. Nè, bà Bảy coi giùm con đi. Con theo cái bông vậy đúng chưa? À, đưa đây bà Bảy coi coi. À, con thiệt là giỏi đó. Mới có học theo à, mà đã theo đẹp vậy rồi. Đường chỉ rất đều, rất đẹp, rất là có hồn đó. Dạ, cảm ơn bà Bảy. Vậy để con thiêu tiếp nha. À, mà cũng thiệt ngộ cho cậu ba đó nghe. Đàn ông con trai gì mà thích thiêu thùa mai giá. Bà là bà nể tình cậu ba lắm, bà mới chỉ cho cậu đó. Ông chủ mà biết chuyện này á là đuổi bà đi luôn đó. Bà Bảy đừng có lo, con không có để cho ba con biết đâu. Nhưng mà cho dù ba con có biết đi nữa thì con nghĩ ba con cũng không có đủ bà Bảy đâu. Tại vì ở trong nhà này ai cũng biết ba con quý trọng bà Bảy nhất mà. Còn đó. À, chết rồi con. Ba dạ. Ba con về kìa. Dẹp dẹp lẹ mau. Dạ dạ. Dẹp dẹp. Dạ dạ. Mau 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 đi con. Dạ, thưa ba mới về. Học bài xong chưa? Dạ, con đang học. Dạ, ông chủ mới về. Thôi, hết hồn. Thiệt là hú hồn hú vía. Con đừng có thêu nữa. Thằng Bình đâu? Sao không ra ăn sáng? Dạ,
Dạ, cậu hai bữa nay đi chơi nhà bạn rồi. Tôi không có hỏi gì. Dạ cậu. Anh Nhi, thằng Bình đâu? Sao dạo gần đây mấy bữa sáng không thấy mặt nó? Cậu Bình lớn rồi, cậu có chân mà đi, làm sao em giữ được? Em ăn nói với tôi vậy hả? Em làm má cái kiểu gì mà không biết dạy con? Em nói cho anh biết, em không phải là má của Bình, em chỉ lớn hơn cậu Bình có 8 tuổi thôi, làm sao em dạy dỗ được? Ăn nói với tôi vậy sao? Dạ, ông chủ uống ly trà lại cho bớt nóng. Thằng Xuân, ăn uống mạnh dạn lên coi. Dạ. Được rồi con. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đàn ông con trai thì phải mạnh dạn lên, không có được yếu đuối ẻo lả như con gái. Ăn mạnh vô cho ba. Dạ. Gấp rồi ăn vô. Dạ. Ăn uống cái kiểu gì vậy? Đồ ăn sao không gấp? Ăn cơm với rau mà ăn được hả? Cho nó ăn. Đúng là dưỡng tai gai mắt mà. Con người, từ từ thôi, từ từ thôi. Chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi. Lâu nay em vẫn uống thuốc điều chứ? Dạ. Cái gì vậy? Em không làm đúng yêu cầu của tôi hả? Không tắm xà bông lại à? Em không thích mùi lại. Em không thích, nhưng tôi thích. Không có hương lại, tôi không thăng hoa được. Anh chỉ diễn cớ thôi, đừng có tưởng em không biết. Anh dùng mùi lại để tưởng tượng em là người con gái anh yêu. Đã 20 năm rồi, em không muốn sống bằng hình bóng của người con gái đó. Em, tôi cấm em ghen với người con gái mà tôi yêu. Ngay lập tức vô tắm lại cho tôi. Đừng có để tôi nổi khùng lên. Cô nghe không? Nhanh!
Cô ơi cô, cô muốn đi chơi á, không mấy cô đi ra ngoài ngoại á, đừng đi trong này, trong này nhiều thú quan nguy hiểm lắm mà cô. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Dạ có gì cô. Không dẫn được. Hạnh Nhi này không dễ bị lừa đâu. Cô sao không? Dạ em không sao. Cô bị trật chân rồi, không nên cử động. Không cử động vậy làm sao em về nhà được? Cô thật không biết phải làm sao.
yêu cầu của anh rồi. Đó. Dạ thưa ba, con mới về. Đêm qua con làm gì? Tại sao không về nhà? Dạ đêm qua con qua nhà mấy đứa bạn chơi, cô uống mấy ly say quá nên con cũng quên lại luôn. Chứ không phải đêm qua con tưởng ba không về nhà nên bỏ nhà đi quan. Đâu có, ba nói gì vậy? Con đừng tưởng ba không biết rồi muốn làm gì thì làm. Con đi đứng ở đâu làm gì ba được biết hết, nhất là dạo gần đây. Mỗi khi ba lên đồn điền là con lập tức không có mặt ở nhà, đúng không? Ba cho người theo dõi con sao? Ba không dư giả tiền bạc và thời gian để mà cho người theo dõi con. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao con cứ muốn tránh mặt ba? Đâu có, con đâu có lý do gì để tránh mặt ba đâu. Con không có tránh mặt ba. Dạ. Lại đây ba biểu. Ba kêu lại đây. Thẳng vô mắt ba. Dạ. Tại sao con không dám nhìn? Ba thôi đi. Con dám cãi lời ba hả? Con đã làm gì có lỗi với ba? Nói. Đâu có, con làm sao mà làm điều gì có lỗi với ba được? Ba thấy là có. Con đã làm gì? Con không làm gì hết á. Con chắc không? Con đã nói là không có làm gì hết. Sức chịu đựng của ba có giới hạn. Con đã làm gì có lỗi với ba? Nói.
Thôi. Con lại đi đâu đó? Con đã lớn rồi, bà đừng có kiểm soát con như một đứa con nít. Bên, bên, bên. Dạ, dạ ông chủ, uống ly trà lại cho hạ quả. Đó, chị Bảy thấy chưa? Nó ngày càng cứng đầu, thực chết được. Ừ, dạ. Nó sắp hết coi con ra gì rồi. Dạ, cậu hai trẻ tuổi, háo thắng nên hay cãi. Ông chủ nên thông cảm cho cậu. Kêu nó đi học kinh tế thì nó học nông nghiệp, biểu nó ra đồn điền quản lý cao su thì nó lại đi nghiên cứu môi trường sống của cây. Con nói thiệt chứ gì, con nhịn sắp hết nổi rồi. Hai mươi bốn năm rồi đó Bình. Thằng Thanh Bình nó giống hệt tính em mà. Mệt chứ sao không mệt? Vô nhà đi tiếp. Tía, tía uống miếng nước đi. Sao, ở nhà có nhớ tía không? Dạ, nhớ tía muốn chết luôn á. Tía, tía cơm mua bánh cho con không tía? Làm sao mà quên được, một vỏ bánh tét kìa. Tía là số 1. Đúng là lúc hết gạo có bánh tét ăn. Thiệt là sướng quá. Ủa má con đâu nãy giờ không thấy?
Con không biết nữa. Trời đất ơi, con ở nhà với má mà má đi đâu không biết. Tí dặn con bao nhiêu lần rồi, má con không được khỏe, phải hạn chế đi ra ngoài mà sao con không nghe? Dạ con có nghe, nhưng mà hồi nãy con ra bờ sông giặt đồ, về nhà đã không thấy má đâu rồi. Tí tí, tí ngồi đây chờ con chút, con đi kiếm má về cho tí liền á. Đi lẹ lẹ nha. Dạ. Cái bà này thiệt tình chứ, dẫn rồng. Con biết ngay mà, muốn kiếm má chỉ có ra đây thôi. Hổm rày á không chăm sóc nó, má chạy ra tưới sẵn thăm chừng coi nó có bông chưa, mà ai dè nó nở thiệt nè con. Nè con coi nó thơm ghê chưa. Con á không có thích mùi bông lài, nó gắt dữ lắm. Tí con cũng không thích nữa, chỉ có mình má là thích thôi. Tại vì á, qua lại với má không chỉ có mùi thơm mà còn là... Còn gì nữa má? Thôi kịp má, má kể con nghe đi. Mấy chuyện cũ thôi, qua lâu rồi má cũng không muốn nhớ lại nữa. Mà con kiếm má có chuyện gì không? Má, nhà mình là hết gạo nữa rồi. Hết gạo nữa hả? Má đã nói con rồi, nấu cơm ấy, thì nấu đủ ăn thôi, bữa nào cũng nấu dư ra. Má sợ bỏ mang tội nên ráng ăn cho hết, bởi vậy gạo mới mau hết như vậy. Trời ơi, con đâu có nấu dư đâu, bữa nào con cũng nấu có nhiều đó thôi à. Mà gạo cũng đâu phải là mau hết, tại tháng này tí về trễ hơn mấy ngày chứ bộ. À mà thôi chết. Hả? Tí về, nãy giờ con quên nói má. Trời đất, tí về sao không nói? Thế nào cũng la sùm lên cho coi. À mà nè, con nhớ đừng có nói gì với tí là má ra đây chăm sóc bông lài nghe chưa. Nhớ đó. Má, tại mày á làm tí má tao suốt ngày cãi nhau đó. Bỏ đói rồi còn bị đánh tới chết luôn hả tí? Đám cai ở đồn điền tụi nó không phải là người, tụi nó là ma quỷ nên thích thấy máu, thích nghe tiếng người ta khóc lóc. Con đừng có nói cho má con nghe, để má con mà nghe được má lo cho thằng Hải. Tí, ở đó nguy hiểm như vậy, hay là tí nói anh Hai đừng có làm nữa, về quê sống như trước đây, ăn đói một chút cũng sao. Đâu phải muốn về là về được đâu, đã ký công cha với người ta rồi, chưa đủ 3 năm thì làm sao về được chứ. Tí, hay là mình trốn về đại được không tí? Nếu trốn được thì người ta trốn hết rồi, đâu có đợi con nhắc. Rồi còn bị sốt rét, bị rắn cắn nữa, gì mà khủng khiếp quá vậy tí? Cái thằng cứng đầu ngông nghênh, không nghe lời tao, chết ráng chịu. Tí, thằng Hai cứng đầu ngông nghênh hay là do ông ghét nó? Mỗi lần ông sai là mỗi lần ông đánh nó, ông chửi nó là thằng ăn bám, cho nên nó mới buồn, nó mới đâm đầu ký công cha làm phu cao su như vậy. Là ông ép nó, bây giờ ông còn đổ tội cho nó nữa là sao? Ủa bộ bà chưa ngủ hả? Ê,
Ba đi vô nhà nằm nghỉ, ngồi đây không có được, phổi bà yếu lắm. Ngồi ngoài sương này á, gió nó nhập vô cái phổi á. Tôi ngồi một chút, không mới chết đâu mà ông lo. Nè, tôi muốn nghe ông kể tiếp chuyện thằng Hải ở đồn điền cao su. Nó bị đánh, bị bỏ đói ra làm sao? Ông phải kể hết cho tôi nghe, ông không có được giấu nghe không? Bà nói gì ạ? Nghe tầm bậy tầm bạ đâu ạ? Thằng Hải làm cái gì mà bị đánh, bị bỏ đói? Rồi nghe ba chớp ba nhắn, tôi với ông Phượng nói chuyện nãy giờ chứ gì? Trời ơi, đó là chuyện của người ta bà ơi. Chuyện của người ta phải không Phượng? Đâu có. Nãy giờ tôi kể chuyện của anh Hai mà. Má, anh Hai á, bị mấy ông chủ ở đột điện gạt rồi. Cạo mũ cao su cực khổ dữ lắm, không có sướng như lời anh Hai nói đâu. Ông có giấu ấy, thì tôi cũng biết. Rừng thiên nước độc, không bị hành hạ, bỏ đói chết thì cũng bị mũi mòng sâu bọ nó cắn đến chết. Cái gì cũng tại ông hết trơn hết trọi á. Má, nếu ông không có thương nó thì ngày hôm đó ông bỏ mặc cho má con tôi chết luôn đi. Ông còn cứu làm cái gì chứ hả? Tí, nói vậy là hồi đó tí cứu má với anh Hai ở dưới sông hả? Tí, chuyện sao vậy? Tí kể cho con nghe đi. Tí là anh nộp cứu mỹ nhân. Tí là số 1. Nếu ông đã cao thượng, có lòng tốt cứu người, vậy tại sao ông không thương cho trót? Tối ngày đai nghiến đánh đập chửi rủa nó, để nó phải tự ái mà nộp mình cho chốn địa ngục trần gian. Tôi nói thiệt với ông, nếu thằng Hải mà có bề gì á, tôi không tha cho ông đâu. Đừng có buồn, tại má con nóng lòng lo cho anh Hai cho nên mới nói vậy. Chứ còn biết tía của con là người tốt mà, tía của con không bao giờ hẹp lòng như vậy đâu. Má con nói không có sai, tía đối xử rất là tệ với thằng Hải. Không phải là tía ghét nó. Tía nói là tía không ghét anh Hai hả? Vậy tại sao tía lại đối xử tệ bạc với anh Hai? Tí ghen. Tí ghen vì má thương anh Hai hả? Má thương thằng Hải, mắc cái gì tao phải ghen? Vậy chứ tí ghen với ai? Tao ghen cậu ba. Cậu ba? Cậu ba nào vậy tí? Là một người vô hình, là một người mà tí phải ghen suốt 20 mấy năm nay. Tí mà biết nó là ai, tí đập cho nó bể đầu. Tí, tí ơi, tí. Con á, lên trên đó nhớ bỏ cái tật ham chơi, phải chăm sóc cho tía với anh Hai đó biết không? Dạ con biết rồi mà má.
con còn tâm hơ tâm hất lắm, má không có yên tâm được. Phải không mình á, má theo con lên chăm sóc cho anh hai con rồi. Trời đất ơi, đồn cao su của người ta đâu phải ai muốn vô vô muốn ra ra cũng được đâu bà đòi lên. Một mình con Phượng chưa chắc gì tôi xin vô được, ở đó bà đòi theo. Tôi chỉ nói vậy thôi à, chứ có đòi thiệt đâu mà ông lo. Bà từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng thiên vị thằng Hải hơn con nhỏ. Biết cái trên đó rừng thiên nước độc, còn kêu con Phượng lên đó nữa. Trống mũi mồng rắn rít, còn cái gì nhan sắc của con gái tôi nữa. Tôi có biểu con Phượng lên trên đó ở luôn đâu mà ông sợ. Chỉ lên năm bữa nửa tháng, coi thằng Hải nó làm sao rồi trở về nói cho tôi biết thôi mà. Thì nó có mần sao tôi đã kể cho bà nghe hết rồi, còn cái gì nữa đâu. Tôi không có tin ông được. Phượng à, con lên đó thấy làm sao á, về kể thiệt cho má nghe không? Không có được giấu má giống như tía con đó. Dạ. Thôi, trời cũng trễ rồi, hai tía con đi nhanh đi cho kịp hả? À nè, có cơm nắm với lại một mớ chuối khô má gói riêng trong cái tấm nhật trình á, có đói á thì hai tía con lấy ăn cầm dạ nghe không? Dạ. Hết chưa? Thôi trễ rồi, đi hai tía con. Đứng đi nhanh đi. Tôi nghe bà nói không tôi cũng mỏi dò lắm rồi. Rồi đi được chưa? Đi cũng trễ lắm rồi. Thôi, mày đứng đây, bà nói tới chiều luôn à. Đi mệt quá. Má không có con ở nhà, má đừng có ra mấy sông giặt đồ nghe chưa. Má biết rồi mà, đi. Tôi dặn cái gì đó có nhớ không? Rồi tôi biết rồi mà, đi. Nè, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Đi con. Con đi nha má. Tí đừng có lo, con không sao đâu. Tí đâu có lo cho con. Vậy chứ, tí lo cái gì vậy? Bộ tí không muốn cho con đi hả? Không có phải. Tí lo là lo con đi rồi, không ai lo cho má con kìa. Bả bệnh hoạn, mùa này hay trái gió trở trời, không ai sức dầu cạo gió cho bả, tí không có an tâm. Thì ra người thiên vị là tí chứ không phải là má. Mà con thấy tí cũng ngộ thiệt á. Tí thương má như vậy, tí lo cho má, thì tí nói thẳng cho má biết đi. Lúc nào cũng làm bộ đổ qua cho con hết trơn á. Tí làm con mừng hụt hoài à. Con cứ tưởng đâu á là tí thương con nhất luôn á. Thì tí thương con mà. Tí thương con hả? Tí thương con sao? Ừ thì thương con gì, ít trong má con chút. Nhưng vẫn còn nhiều hơn thằng Hải. Tí nè, con nó giỡn thôi, chứ con á không có ganh tị với má đâu. Tí, mà con chỉ thấy ngạc nhiên á là tí thương má nhiều như vậy. Mà tí á không bao giờ tỏ ra ngọt ngào với má hết trơn á. Lần nào về tí với má cũng cãi nhau hết á, làm con nghe nhức hết cái lỗ tai luôn. Tí, mà con hỏi thiệt tí nha. Cái gì? Có phải hồi đó tí cứu má với anh hai xong, cái má cảm động quá rồi mới ơn tí làm chồng luôn đúng không? Phải được vậy, tao còn lại 8 ông trời luôn. Lại 8 ông trời hả? Là sao hả tí? Tao cũng trần ai lai khổ với má chứ sao. Trần ai lai khổ là sao hả tí? Tí, tí kể con nghe đi. Thì trần ai lai khổ là... Thôi mày nhiều chuyện quá đi. Tí kể con nghe đi. Ê, xe ngựa. Lên con. Cẩn thận coi chừng té đó. Mình dắt vô nghe. Đâu mày sao rồi? Đỡ chưa?
Dạ cũng đỡ rồi. Lúc mới vô á, em nghe người ta nói á, mũ cao su quý hơn máu của công nhân, mà em đâu có tin. Bây giờ em mới tin đó. Đúng, ở đây rẻ nhất là máu công nhân. Mũ cao su thì không thể đổ, nhưng mà máu đổ là chuyện bình thường. Nghe chú, vết thương của chú còn đau không? Con nói thiệt, thấy ông ác nhân quá, thằng Tí nó không cản, con đập chổng một trận rồi. Đập ông chủ, bỏ muốn sống rồi hả? Không chỉ một mình con bỏ mạng, mà cả làng công nhân này cũng khó sống. Hai à, thôi ráng nhịn cho qua ngày tháng đi con. Lúc tuyển phu gọi lên ký công tra thì nó ngọt ngào lắm, nghe như là cõi thiên đường vậy đó. Tới chừng đâm đầu vô mới biết là mình bị lừa gạt. Chuyện này á, mình có thể thưa ra tòa đó chú. Thưa rồi được cái gì? Tụi nó có tiền, quen biết là quyền thế, trứng mà chọi với đá là chỉ có nát. Thôi con, một câu nhịn chín câu lần, 3 năm qua nhanh thôi. Con sợ là hết 3 năm thì chú cháu mình đã thành thây ma hết rồi. Nè, có sao không Tí? Thứ mắm mục này ăn chưa quen á thì bị ói liền à. Nói vừa tanh mà vừa đắng nữa. Anh hai, anh hai, anh hai. Hình như là có tiếng con gái. Anh hai, anh hai. Dạ. Thằng Quỷ, nặng gần chết, nghe nó kêu sao ra sách phụ. Đưa đây con. Tiếng, sao tiếng dắt con Phượng lên đây làm gì vậy? Bộ mày tưởng tao muốn hả? Lệnh của má mày đó. Mày giỏi mày về mà cằn nhằn bả đi. Tía à, tía cũng biết chỗ này là chỗ nào rồi. Sao nói thiệt cho má biết đi. Nói thiệt cho má cạo đầu khô tao hả? Mới có nghe người ta đồn phong thanh thôi. Ở đây ăn uống cực khổ, ngủ nghỉ khó khăn. Bả nóng ruột, sai con Phượng lên tiếp tế đồ ăn cho mày nè. Bả mà biết ở đây là địa ngục trần gian hả? Dám bả lên đây với mày luôn đó. Anh hai, anh hai làm gì mà nhăn tí dữ vậy? Má biểu là một phần thôi, còn một phần là tại vì em nhớ anh hai quá đó. Bác anh đang ăn cơm hả? Ừ, tụi anh đang ăn cơm. Em với bác ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ, em với tí ăn rồi. Trời, tí, mấy ảnh ăn cơm cực quá tí ơi. Hèn gì người nào cũng ốm nhơm nhách à. À, anh hai. Cái gì vậy? Má có gửi cho anh muối xả với lại mấy con khô cá sặc. À, có mấy nải chú chín nữa đó. Có muối xả hả? Dạ. Cái món này là anh thích nhất á. Bởi vậy cho nên là má mới làm cho anh nguyên một cái túi bự luôn đó. À, má đúng là hiểu ý của anh nhất á. Trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có má mày thôi. Mày coi ông già này không có ra ký lô nào hết á. Mà cũng phải, mày là con vàng con ngọc của má mày với cậu ba mà. Đồ con tu hú. Anh hai, tí đang ghen với má, anh hai đừng có để bụng. À, anh hai ăn cơm tiếp đi. Anh hai ăn cơm với muối xả ngon lắm đó. Mình đi. Mà Tí. Hả? Ở đây chật chội quá. Tí con mình ngủ đâu giờ? Tí về nhà ông chủ ngủ. Còn con hả? Hải. Dạ. Coi kiếm chỗ nào cho ông Phượng ngủ đàng hoàng nha. Kìa Tí, làm sao Phượng ở đây ngủ được? Tía à, hay là ông ấy đưa em về nhà ông chủ ngủ đỡ đi. Trong này dắt dít với lại mũi không à, lạnh lắm. Sao em Phượng ngủ đây được? Nhà người ta cao sang quyền quý, đâu phải cái chợ đâu mà muốn dắt ai vô thì dắt. Ta không có dám đâu. Hồi nãy, nể tao là người làm lâu năm của ông chủ,
đám lính mới cho tao dắt con Phượng vô. Giờ này mới dắt ra nữa, bộ mày tưởng tao là ông chủ à? Nhưng mà tí à, chỗ này toàn đàn ông con trai không à, em Phượng làm sao ngủ đây được, bất tiện chứ bộ. Hay là tí dắt con Phượng vô nhà ông chủ ngủ đỡ một đêm đi, rồi sáng mai đưa ra xe cho Phượng về quê. Anh hai kỳ quá à. Em mới lên, má biểu em á ở lại chơi với anh hai mấy ngày mới về. Anh cô nói đúng đó, chỗ này thằng gái không có nên ở lâu. Ông quý, ông cũng biết mà, lẽ nào ông đưa con ông vô hang rắn hang hùng mà ông không lo chứ? Tôi biết, nhưng ngặt nổi ông chủ ông khó tánh, chưa hỏi trước mà đem về cỡ tôi cũng bị đủ nữa đó. Hai à, hay là gì đi, cứ cho con Phượng ở đây một đêm thôi. Ngày mai lựa lúc ông chủ vui, tao sẽ xin ông chủ cho con Phượng ở lại một bữa. Thôi, tí với mọi người làm gì mà lo lắng dữ vậy? Con á, ngủ ở đâu cũng được hết trơn á, không có sao đâu tí, ha. Vậy đi. Sữa đi con, uống đi. Bà ăn mặc cái kiểu gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Con mời ba. Con mời má. Mời gì ăn cơm? Thôi dì ăn đi, tôi tự gấp được rồi. Dì Bảy, sao kỳ vậy? Dạ. Sao không lấy nước mắm không? Tôi đã dặn dì Bảy rồi, là cậu hai không ăn được nước mắm tỏi ớt mà. Dạ tôi quên. Con ăn đi con. Dạ. Dạ, xin lỗi bà chủ, nước mắm không tỏi của cậu đây. Rồi còn dĩa thịt luộc nước dừa của tôi đâu? Hôm qua tôi đã nói gì là tôi thèm món này, sao dì không làm? Dạ, tôi quên mất, xin lỗi bà chủ, tôi có làm, để tôi dọn. Dạ thưa đây bà chủ. Dạ thịt luộc với nước dừa thưa bà. Bữa nay có cam không? Dạ dạ có. Dì nhớ gọt làm 6 miếng nha, chứ 4 miếng to lắm. Dạ tôi biết rồi thưa bà. Dì Bảy già rồi, em sai cái gì á thì cũng từ từ thôi. Sai liên tục như vậy á, làm sao dì Bảy làm kịp? Ủa mà chị Bảy. Dạ. Tôi nhớ là con Liên nó xin phép về quê thăm mẹ bệnh có 3 ngày thôi mà, sao giờ này không thấy? Dạ thưa ông chủ, Tôi cũng định lát nữa. Dạ thưa với ông chủ, má con Liên nó mất rồi, nó xin nghỉ luôn, đặng ở nhà Nó chăm sóc cho ba nó. Dạ. Vậy em á, lo tìm người khác đi, chứ một mình chị Bảy á không có lo xuể việc nhà với phục vụ cho em đâu. Tôi nói nghe không? Nghe rồi.
nghe sao không trả lời? Bên. Dạ. Đàn ông con trai đâu mới nghe kêu tên cái giật mình rồi, sao ra ngoài làm chuyện lớn được con? Thì tại ba kêu bất ngờ nên con mới giật mình. Nè, ăn xong theo ba lên đồn điền. Dạ, chắc là không được đâu ba. Tại sao không được? Dạ, lần này con về, con tính xin ba lên Sài Gòn để học thêm tiếng Pháp. Học thêm tiếng Pháp làm gì? Biết bao nhiêu nó đủ rồi. Dạ, con định học cho giỏi rồi xin ba đi qua Pháp để du học. Pháp xa lắm, đi qua bển làm gì? Chỗ cha con tôi đang nói chuyện, em biết cái gì mà xen vô. Bình. Dạ. Con nghe cho rõ đi, ba không những không cho con qua Pháp mà Sài Gòn cũng không cho con đi. Con phải ở đây lo học quản lý đồn điền cho tốt đi. Nhưng mà con không có thích đồn điền. Con không thích thì kệ con, ba đã nói rồi, ăn cơm xong theo ba lên đồn điền. Hôm nay ba sẽ dạy cho con cách kiểm tra chất lượng mũ cao su, nghe chưa? Nghe chưa? Dạ. Thằng xuống ăn đi. Dạ. Ăn đi con. Đàn ông con trai gì, ăn mạnh vô coi. Ăn ở giờ dáng như vậy biểu sao mà không bệnh được. Đứa nào dám trốn nhà không đi cậu mũ đây? Dạ là con. Con phải công nhân, con ở dưới quê lên thăm anh hai của con. Anh của mày là thằng nào? Dạ là anh Hải. À, thằng Hải. Có phải dạ. là thằng Hải cứng đầu không? Tao biết nó rồi. Dạ. Dạ, ông nói đúng rồi đó. Anh Hải của con từ nhỏ tới lớn rất là cứng đầu. Hồi nhỏ bị tía của con đánh mà không bao giờ khóc luôn. Dù có đánh đau cỡ nào, anh Hải cũng không bao giờ khóc hết trơn á. Bởi vậy má con mới nói anh Hải cứng đầu y chang như ba con luôn á. Con xin lỗi, nãy giờ con nói nhiều quá.
Mời ông cho nhà uống nước. Thôi khỏi khỏi. Mà em tên gì vậy? Dạ con tên Phượng. Phượng? Dạ. Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ông làm gì vậy? Làm cai. Cho em nè. Em cầm đi. Cho em nữa nè. Thấy cái rồi mình dạ. Kiếm chỗ nào vắng một chút xíu thôi à. Mình làm xong rồi cái anh cho em luôn cái mới này. Ông đừng có nói bậy. Tôi không phải là người như vậy đâu mà. Em tiền không tôi trả lại cho ông đó. Nè ok cứ lại. Mềm không chịu, muốn cứng mới chịu phải không? Cho mày biết, ở cái đồng điền cao su này chưa có một đứa nào dám cãi lệnh của cai tước này hết. Được tao để ý là phước đức ba đời được. Dám làm cao hả con? Chạy hả mày? Lại! Chạy hả? Anh hai ơi cứu em chưa? Đưa lại chưa? Đưa lại! Tao biết đưa lại chưa? Chạy hả? Anh hai ơi cứu em. Đưa lại! Tại sao ba muốn con thay ba quản lý đồn điền? Trong khi đó ba vẫn còn khỏe mạnh và tráng kiện mà. Ba dư sức quản lý đồn điền thêm cả chục năm nữa mà. Bởi vì ba không muốn con đâm đầu vô mớ ô mê hỗn độn vô ích đó. Theo con á, nghiên cứu cải tạo đất, tăng năng suất cây cao su không phải là vô ích đâu. Nó có thể giúp ba tăng lợi nhuận lên vài lần đó. Tăng năng suất thì tăng giờ làm. Mình cứ ép đám công nhân nó làm nhanh lên. Cách này không phải chắc ăn thưởng cách của con hay sao? Nhưng cách của con bền vững và nhân đạo hơn. Con người thì cũng như cái máy, ba sử dụng quá thì cũng sẽ bị hư. Máy hư thì mình mua máy khác. Người này chết thì mình ký công tra với người khác. Mang người trẻ như bèo, con lo cái gì? Con lại không đồng ý với cách suy nghĩ của ba. Tụi nó thiếu thốn quá mà. Kệ nó đi. Con phải theo ba lên đồn điền học cách quản lý. Riết rồi con cũng quen với mấy chuyện này thôi. Con làm cái gì vậy? Con bức con gái nhà người ta, người thanh thiên bạch nhập như vậy mà bà nói là chuyện thường tình sao? Bà nói là kệ tụi nó đi mà. Bình, con nghe bà nói không? Chúng
cự đó. Biết coi mày chống cự được nữa không? Trời ơi cậu. Dạ. Dạ thưa. Dạ. Cô có sao? Cô ơi, bình tĩnh đi. Cô ơi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Tôi không làm hại cô đâu, bình tĩnh đi. Cô ơi, không sao rồi, bình tĩnh đi. Chú. Cậu hai. Bình tĩnh đi. Dạ. Ông chủ không sao đâu. Cậu hai. Đừng có lo nữa. Ông chủ. Tôi ở đây bảo vệ cho cô mà. Dạ thưa. Dạ. Dạ tôi. Dạ. Dạ thưa ông chủ. Dạ. Xong rồi, đi con. Ba khoan đã, lấy gì đảm bảo ông Cái Tuất không quay lại giở trò chứ? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Em ở dưới quê mới là tâm anh hai. Anh hai của em ở láng trại công nhân gần đây. Để tôi đưa cô về nha. Dạ không sao. Cảm ơn ông, em tự về được. Cô ơi, cô đau chỗ nào sao? Cô không sao chứ? Cái chân của em đau quá. Chắc là nó bị sao rồi. Đau quá. Đau quá. Cô đưa tôi coi cho. Để đó, không được cử động. Nó bị trật chân rồi. Ông nó lên xe đưa về nhà, tôi kêu thầy tới hút thuốc chữa trị cho nó. Dạ. Ba nói sao? Ba biểu đưa nó về nhà, con không nghe hả? Dạ. Dạ khỏi đi ông, con không dám làm phiền ông đâu. Ba tôi biểu sao á thì nghe vậy đi. Không phải lúc nào ông ấy cũng tốt như vậy đâu. Hơn nữa bây giờ em mà về láng trại công nhân một mình, tôi sợ Cái Tuất lại mò tới nữa đó.